Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài thực hành tổng hợp. Để các em dở sách trang 46, chúng ta làm tiếp bài 4 này. Em thực hiện các yêu cầu sau. Bài tập 3 này thì nó cũng tương đối dễ rồi. Nhưng bài 4, cô sẽ hướng dẫn các em cách vẽ bông hoa. Thấy bông hoa là nó có khó hơn so với những cái khác ha. Khi các bạn mở ra mà chưa thấy cái lưới này thì mình click chọn. Mình vào thẻ view này, click chọn grid line. Rồi bây giờ các em muốn vẽ được bông hoa cho đều thì ta xem thử là bông hoa này có bao nhiêu cánh. 4, 8 cánh. Trắng cánh thì mình phải vẽ cái đường cho nó cân đã. Cho em chọn cái line này. Lần này cỡ nhỏ thôi. Và màu nó lợt lợt một tí. Cô sẽ vẽ một nửa cái bông hoa này rồi sau đó là cô sẽ sao chép để gấp đôi nó lên và sau đó là cô sai hình. Cô vẽ cái nửa phía trên. Và bây giờ cô chọn cái màu nó sáng hơn tí. Màu này cho dễ nè. Cho em chọn nét nhỏ thôi. Nét to quá thì lát nữa tô màu thì nhìn nó toàn màu đen không là không đẹp. Đây là có 3 cánh rồi nè. Bây giờ cô thêm 2 cánh. Đây, cho em chia làm sao nhìn cho nó đều đi. Hai cái nữa này phải đều. Cô bỏ cái lưới này đi để cho dễ nhìn. Rồi bây giờ cô sẽ vẽ cánh thì cô chọn cái đường cong, kéo từ dưới này lên. Các bạn muốn cánh cho nó to thì mình kéo ra. Kéo ra to hơn. Và muốn dài thì mình chỉnh cho nó dài ra ha. Đó. Các bạn có thể chỉnh tùy ý.
Cô cho nó dài ra như vậy cho dễ nhìn. Các bạn lưu ý các cái đầu nối này phải kín nhau nha, để lát nữa tô màu thì màu nó không bị ra ngoài. Cái bông hoa này nó hơi to, cô sửa lại nhỏ thôi, to quá thì nó chèn mấy cái cánh kia hết. Tục à. Các bạn lưu ý cái đầu đầu nối này phải kín vào. Các bạn vẽ cho đẹp thì sau này chúng ta làm thiệp Giáng sinh hay là gì đó thì mình sẽ tạo nên được một cái tấm thiệp rất là đẹp ha. Khi nào các bạn thấy cái cánh này nó tròn rồi là thôi, các bạn vẽ tiếp. Rồi chú ý cái đầu nối này, kính vào. Cái cánh này hình như cô làm nó bị ngắn. Nó kéo nó dài lên tí. Bên này dài hơn. Cô nối lại cái kính. Rồi. Còn lại đường cong. Tục. Những cái khúc này à, cô sẽ copy ra khỏi thành vẽ dưới này. Ý nhớ là cô lấy những cái cánh trên này, cô xoay lại. Copy bán. Rồi cô để đó, cô để đây đi. Rồi bây giờ cô vẽ tiếp. Vâng.
An chú ý thấy cái đầu này nó bị hở nè, mà mình phải vẽ thêm, chọn đường thẳng, vẽ thêm cho nó kín vào để tô màu nó khỏi bị loang ra ngoài. Rồi bây giờ cô sẽ lắp cái xoay cái hình này. Đầu tiên cô xóa hai cái thân này đi cho khỏi bị vướng. Để sát cái góc này thì các em bấm chuột thôi, máy chuột thôi, không cần phải di chuyển. Select. Các em chú ý kéo dài dài mình như này để cho nó xoay xuống. Rotate. Xoay theo chiều dọc là flip vertical. Em đưa vào đây. Đưa vào đây mà nó che mất cái hình kia thì mình phải vào select transparent selection cái dòng cuối cùng đó. Rồi bây giờ mình lắp vào đó. Vì sao mà ta học xoay hình thì học xoay hình để mà trong những cái trường hợp mà mình cảm thấy vẽ nó lâu quá thì mình có thể xoay để mà làm cho nhanh hơn. Copy ra xoay. À, như vậy là các em xong được bông hoa. À, bây giờ các em tô màu lên cho nó đẹp. Đây bây giờ nè, mình xóa bớt cái nét này đi. Mình xóa làm sao cho nó đừng có dính vào cái cành. Mình hở ra này. Con chuột của cô nó bị nhạy quá cho nên nó cô chưa xóa mà nó xóa rồi. Em chú ý phải cẩn thận không để làm đứt đứt cái cánh hoa đi là nó bị phát nữa tô màu không được ha. Rồi bây giờ mình tô màu. Tô màu mà màu bị loang ra ngoài là chứng tỏ cái cánh đó nó bị đứt ở chỗ nào đó thì mình phải nối lại. Rồi như vậy là xong bông hoa. Phân tuần lọc này thì các em sử dụng cái hình elip và hình đường cong là đơn giản thôi. Đây này, các em sử dụng elip này vẽ mặt này. Hoặc là các em muốn cái mặt nó chúi xuống cái đường cái elip này nó bị ngang quá, bây giờ muốn chúi cái mặt xuống một tí thì mình phải dùng cái đường cong.
cái phút này. Bây giờ chọn cái lá trong cái phút này thì vẽ hình tròn đi. Hình tròn đang tẩy bớt cái phần thừa rồi. Tai này, tai thì cũng là đường cong. Chọn nét nhỏ hơn. Em phải chỉnh được hai lần thì mới nhảy chuột ra ngoài được. Đó, nổi lên cái khung này thì mình mới nhảy chuột ra ngoài. Không là bị hư viên hút. Rồi, cái con mắt thì cũng dễ rồi. Con mắt thì cái hình này lúc. Cái nửa tô thêm màu đen vào. Rồi còn cái sừng thì chọn đường cong à. Các em chỗ thấy cái sừng này bên cao bên thấp thì mình phải là nối nè, nối một cái đường đường chéo đầu cao đầu thấp xuống. Hai cái điểm này là hai cái đầu mút của cái sừng. Thấy chú ý trong sách nó hai cái đầu mút nó chéo chéo nhau như thế này thì mình phải là vẽ như vậy, vẽ như thế này. Rồi bây giờ kéo cái đường cong này xuống, nắm ở giữa. Kéo xuống. Cái sừng này phải chỉnh cái nét nó to lên. Rồi. Đường cong là phải cẩn thận khi mà nó chưa có cái khung bao quấn á, mới chỉnh được một lần á thì mình phải chọn lại cái đường cong để mình vẽ tiếp, chọn lại đường cong hoặc đường thẳng gì đó rồi tiếp tục này. Cái này thì nó cũng hơi cong ra một tí rồi, rồi tiếp tục chọn đường cong rồi đây. Nhầm cái phút này. Phút này là phải có một cái sừng. Rồi tiếp. Bây giờ các em vẽ cổ, vẽ cái thân của nó thì cái thân của nó thì elip. Ngắn thôi, không cần dài lắm, dài quá sẽ bị xấu. Rồi. Cổ này, cổ thì tròn đường thẳng. Các em chú ý nối vào cho nó kín. Đây cái đường này hình như cô nối chưa bị kín lắm rồi. Nối kín vào thì tô màu nó được.
Dưới này á, bốn cái chân thì mình cũng vẽ đường thẳng thôi. Rồi em có thể nhấn Ctrl Z để quay lại. Làm cái chân nó bị cong à, do mình vẽ hơi vội. Phải cẩn thận hơn tí. Nó hơi lâu nhưng mà đẹp hơn. Hoặc là các em chọn cái này đi cho nó nhanh, cái hình chữ nhật nó nhanh hơn. Bốn cái chân vẽ cho đều nhau nha. Cái con một con chân lọc mà chân to chân nhỏ là nhưng không được đẹp lắm. Cô nói vậy nhưng cô vẽ chân to chân nhỏ rồi đấy. Đó, rồi bây giờ cái móng chân cho em cách vẽ vậy và các em phải vẽ cho nó đẹp hơn xíu nha. Cái đuôi nè, bây giờ tô màu vào. Em ở nhà có thời gian thì mình vẽ thêm cây thông Noel trang trí vào, tạo thành một cái tấm thiệp cho nó đẹp ha. Vẽ thêm hoa con tuần lộc này. Rồi. Bạn nào mà vẽ đẹp được hai cái này là cũng là tốt rồi đó. Rồi ở nhà cố gắng tập vẽ đi ha. Tôi sẽ lưu vào thư mục ở laptop và thư mục học tập. Rồi các em đọc thêm bài tập vẽ với phần mềm Crayola Art 48. Các em đọc tìm hiểu cho cô về cái công dụng của phần mềm này, tức là các em
Dùng phần mềm này để làm gì? À, tìm hiểu thêm như vậy cho cô. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào các em.